lên, đi từ tầng 7 lên tới tầng 11 là lúc đó khói nghi ngút rồi, thì gần như là nhiều người đã pass out rồi, nhiều người là đã ngất rồi. Thì còn tới tầng 1 thì biết làm gì hơn nữa, thì chạy ra ngoài là được, có cái ban công thì thở lại được. Thì sau khi thở lại được lúc đó thì mọi người chạy lên thì được khoảng hơn mười mấy người, nó có người già và trẻ nhỏ, thì mọi người mới bình tĩnh lại để coi tìm cách làm sao mà để sống sót tại lúc đó, gần như là ngạt rồi. Thì mới nghĩ là cái mặt đằng trước ấy, thì nó vẫn thoải mái hơn, thì bên mình có gõ cửa cái nhà, nhóm của mình có gõ cửa nhà đó, thì người ta chưa có chạy vì có con nhỏ mình không dám chạy, thế là người ta mở cửa rồi tất cả mọi người cùng vô và ra ban công cửa nhà đó chờ khoảng thì cứ hy vọng là lực cũng tắt thôi, làm sao nó cúp điện, cái xong rồi mẹ nghe nổ, nghe khét rồi, xong rồi mẹ mới la làng lên là con ơi cháy điện nhà hay sao á, thì mẹ hoảng hồn, mẹ mở cửa ra thì nó khói nó bay vô, bắt đầu là mình ngợp tại vì không có thở được với cái khói đó, cái xong quản hồn chạy vô phòng lại thì chỉ gom được những giấy tờ cần thiết thôi, rồi quơ được hai cái điện thoại của nhà là đi nhảy xuống, thì người ta có đi kiếm được cái thang nè, có mấy người như người ta biết người ta chạy xuống sớm có cái thang, xong rồi nó quăng cái thang xuống, như mình chạy xuống thắng lại là xuống. Mà giống như là em với ba thì bị trượt chân té, thì ba thì đang nằm bệnh viện, còn em thì chỉ bị đau phần lưng á, chỉ u cái đầu thôi, nên bác sĩ cho về. Rồi đáng ra ở đây thì nó nên có những cái loa thông báo, tại vì cúp điện thì cái loa trong chung cư người ta sẽ không sử dụng được, chỉ có loa điện tử như thế này là, nhưng mà nó không có, đệm thì không có, tấm đệm này là cũng là của dân người ta thảy xuống để người ta nhảy xuống, thang thì chắc là mượn của ai đó, cái đai thang thì không phải của chung cư, nói chung là chung cư này không có thiết bị đề phòng những trường hợp như thế này. Cô đó ngủ chứ mà cô nghe người ta la quá trời la, cái thằng con cô kêu dậy cái xúm nhau lấy khăn nhúng nước còn bế con cháu con nhỏ xuống trước, cũng như xuống mà mở cửa ra lúc đó là khói mù mịt rồi, là đi trong khói thôi. Nhưng mà đỡ cái thang thoát hiểm thì lấy khăn chùm đó, không biết điện thoại này mà đèn không thấy đường, của cái khói không thấy đường, tới chuyện vô được thang thoát hiểm thì nó trống nó thấy đường tại có đèn trong đó, thành ra đi xuống được thấy hướng bình thường, nhưng sao thang thoát hiểm, nhưng mà lúc đó hình như chung cư này cũng có chữa cháy, thành ra nước lúc đó nước tràn lan nhỏ này nó té, thì chung cư cũng làm nhưng mà sao làm nổi, xe thì cháy hết nữa. Cái chữa cháy với cái quản lý đây là nó phải có cái loa, nó phải phát thanh cho dân yên tâm, tại vì có 2-3 tiếng sau là đã chữa xong rồi, mà dân cháy chết là do chết ngộp đó, thành ra là do cái phòng cháy chữa cháy không có cái loa để mà kêu dân phải như thế nào sao hướng dẫn người ta cho người ta yên tâm, với ban quản lý ở đây nữa nó phải có cái loa, nó phải phát thanh dân phải làm sao đó, không có cái đó. Cô là cô thường thường đi xe đi bộ xong thang thoát hiểm, nhưng mà ở đây phòng cháy chữa cháy cô yên tâm chỗ như thế này, cô thấy cái giấy nó có dán vô là đã kiểm tra kiểm định phòng cháy chữa cháy gì đó, tại nhà mình nghĩ yên tâm, ai ngờ nó không có chuông không gì, cô đâu biết chịu đó đâu, tới chừng cháy không có chuông không gì hết, mà trong khi là nó có giấy đó là bên chung cư này nó đã kiểm tra rồi luôn. Cô bản hồn nãy giờ cô đâu có, cô đi về quận 1 cô nghĩ mà nghĩ không được, cô nghe tiếng động cái là cô giật mình, cô sợ ám ảnh đó con, ám ảnh chứ, bởi cô nghĩ ám ảnh chắc mấy tháng luôn, sợ là tại vì sợ người chết đó, trời ơi, ta cháy như vậy mà để người ta chết mình sẽ tội nghiệp quá, tại vì cứu được nếu mà than nhiều là cứu được đó con, trời, để người ta mà, con nghĩ đi mấy chục chiếc xe mà nhìn rồi thêm khoái vậy là người ta hoảng loạn, nếu mà có được cái loa mà trấn an người ta thì không đến nỗi mà nhảy mà chết, bảo vệ được toàn bộ người ta có nhiệt tình cháy mà thì ai cũng phải lo, nhưng mà lo nhưng mà cái kiểu mà phòng thì ở đây không có là sao, thành ra mới bị tình trạng đó. Như cô nói đó, nếu như mà trường hợp mà có một cái loa mà để ổn định dân là không đến nỗi mà dân chết ngộp nhiều vậy, ổn định là nói là đã chữa cháy trước đó mấy tiếng hồ xong người dân cũng còn chết mà, nghĩa là chết gì ngộp. Lúc đó là khoảng 1:30 á, đang nằm ngủ thì có nghe tiếng ồn, rồi lúc đầu thì tưởng là có đánh nhau hay có gì ồn ào thôi, sau nghe ai nói gì cháy nhà mới bật dậy, thì ra ngoài múc mở cửa ra thì khói mịt mù quá, đen, mùi nhựa nhiều quá. Đó mới nhớ là nó có hồ bơi, là bốn nó thông ra hồ bơi. Nên mở cửa ra hồ bơi là nó thoáng lắm, là bắt đầu đi được bộ xuống đây. Ngủ mở đóng cửa phòng mở máy lạnh đó, tại dậy là do nó nóng nó ngợp quá. Nên tỉnh dậy rồi mở cửa ra thì thấy mọi người hô hào và hô hào dưới.
thì mới là nhìn qua bên thì khói thì mới biết là có chắc cháy hay là cái gì đó. Rồi dậy chuẩn bị khăn ướt rồi chùm mặt rồi chìa khóa nhà rồi phóng đi. Mình đi xuống tầng G xong thấy ngợp quá thì bắt buộc phải đi lên lại thôi, là lúc lên lại đang hoang mang lên lại đi đâu vậy. Rồi tự nhiên gặp chị kia cái thì cũng mừng, là mừng. Rồi đi theo vô phòng thấy quá trời người luôn, người ta đang leo từ từ xuống thì cũng nói chung biết thoát rồi, nên bớt sợ đi nhiều. Thì nhớ lại thì sợ thật á, mà nghĩ lại lúc đó mình cũng nói chung là cũng liều. Liều là như thế nào? Kiểu quyết định đi xuống nhưng mà đi xuống thì cũng không biết là chết hay sống nữa. Chủ yếu là do may mắn là nhiều hơn nhiều. Chứ lúc đó mà không gặp chị kia, lúc lên lại lầu 1 mà không gặp lại chị kia chắc cũng chết rồi á. Không, mình chỉ thấy là nếu mà có sự cố này thì tòa nhà nếu mà gấp lắp chuông để biết sớm hơn á thì mình sẽ không gặp vô sự cố này đâu. Ý là lắp chuông lúc mà mới có khói á là hú mọi người dậy liền á, thì mọi người sẽ ít bị vô cái nạnh, còn này khói mù mịt lên hết trơn rồi. Mà không chuông không liếc gì, tại nhà đây ai cũng ngủ máy lạch hết mà, đóng cửa lại có ai biết gì đâu. Mà không chuông nữa thì do ngợp quá mới dậy thôi, chứ không thì có, tại có nhiều nhà là cứu hộ lên gõ cửa mới biết, chứ không đâu biết được. Mình ở lầu 19, thì hiện tại là hôm qua khoảng gần 2 giờ thì bên mình thấy ở phòng có khói á, thì không biết gì mình mới nhìn xuống dưới đây thấy rất là nhiều khói và thấy có nhiều người đứng ở đây thì biết mình đây là cháy. Và tụi mình quá hoảng là qua tóc là di chuyển xuống dưới. Khói rất là nhiều, rất là ngạt và cầu thang rất là tối, rất là khó đi. Nóng, hình như là mình phải tự tìm cách mình đi, mình lấy điện thoại mình gọi đèn gì đó. Mà rất là nhiều người, tại vì đa số là không có chuông chữa cháy nên tụi mình tự chạy thôi, không ai hướng dẫn hết. Cố gắng chạy thôi để thoát khỏi đám cháy thôi, chứ giờ chỉ có cố gắng thôi chứ không biết nghĩ gì hết. Tại vì mình dù mình có nghĩ thế nào, mình không cố gắng thì cũng đâu có được gì. Đương nhiên thì mình cảm thấy đầu tiên mình cảm thấy hoang loạn, mà mình thấy nó cháy mình phải chạy thôi, tại vì mọi người cùng chạy mình cũng phải chạy thôi. Đúng là một bài học lớn cho cả tất cả mọi người luôn ha, phòng bên tòa nhà cũng như bên mọi người dân ở. Thì mình, tại vì hệ thống, em thấy hình như là hệ thống báo cháy ở đây thì nó quá tệ, nó không có báo cho người dân biết. Hầu như mấy người ngủ mà không ai đập cửa chứ không ai biết, ngủ mới lạnh chắc không biết. Nhiều khi rất là khó đi chị, tại vì cầu thang tối mà người già tối phải đi xuống nữa, rất là khó đi, rất là mệt. Như sức thanh niên của tụi em mà tụi em chạy còn hay cảm thấy mệt, rất là đuối luôn á, gặp không thở được nữa, rất là ngạt luôn. Hồi xưa giờ cô chưa từng chứng kiến như thế này, rồi bây giờ sợ từ sáng giờ coi như là mấy đứa em nó còn lo cho cô đó. Nó cũng như là mình thấy ba mình rồi này kia bất an. Em gái cô tháng giờ ít nhất là cũng phải là cả 100-200 cuộc điện thoại của bạn bè, của người thân này kia đặng mà hỏi thăm tình hình đó. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ thương cho những cái người bên kia là người ta không may mắn, kém may mắn thôi. Còn mình bây giờ may mắn được như vậy là mình đã mừng rồi. Nghe một cái vậy lúc đó cũng như nó quá dày đặc trong phòng rồi. Cũng như một phần là không thấy xác định hướng á, chứ không cái thiếu oxy. Nó bị hơi bị ngạt thở, là phòng mình ở tầng 19 cũng gần sân thượng. Ban đầu là tính chạy lên sân thượng thôi, mà heo cũng thấy người ta cũng chạy hốt hơn bằng đường bộ, mình cũng chạy theo đường bộ luôn. Mà trước khi chạy mình cũng kịp kiểu lấy khăn hay lấy đồ nhúng nước á, mình bịt lại cũng vô đỡ một phần khói đồ. Có người chắc cũng muốn lên cứu mà tại vì khó quá khói mà không có cái đồ bảo hộ gì lên, không đảm bảo an toàn cho mình á, không cứu được người cho người ta đâu. Cầu thang bộ xuống chỉ có cửa sổ, mà muốn cửa sổ mà mình muốn ra cửa sổ mình phải đập, mà cái lối đó chắc cũng là không được, chắc nếu ba cần cửa sổ gớt xuống mình cũng chết luôn. Cái đèn mà acid đồ á là như cái đó là tầng có tầng không chứ không phải tầng nào cũng có nữa. Nói chung là đi theo cái quán tính là đi xuống à, chạy theo cái bậc thang này chứ không biết gì nữa. Mình nếu như lúc đầu mà nó vừa cháy mà kiểu như cái hệ thống mà của mình là như nó báo chuông đồ á, có một phần có đó là mình cái thời gian mình được rút ngắn lại, chứ mà có cái mà phun nước từ trên xuống á nó cũng đỡ khói nữa, mình dễ thở. Giờ mình coi sự việc như nào, mình đi ra ngoài ngó đây thấy cháy có khói ngụt lên, nói với vợ rồi nói là chờ có cháy em ơi, giờ là lo thoát ra ngoài đó. Xong bắt đầu lấy khăn để ra mở cửa là nghịch luôn, đang nghịch bước chừng mười mấy bước là té, muốn té rồi đó, quay ngược lại chuông báo hay gì đó, người ta dưới đây người ta đánh động hay gì, ra loa hay gì đó hay gì cũng không có. Nhiều người là có nghĩ là khi mà tới, mình nghĩ là khi tới mất thì mình cũng chưa là cũng có lý do không kịp biết cái gì. Cái chỗ thằng thoát hiểm là vô là cháy hết,
ai vô trong thoát hiểm là chết hết. Vì tại vì ở dưới cái tầng bộ là dưới nó mở cửa, nó cháy dưới hầm, tức là nó dọng hết vô trong tầng bộ hai cái cửa. Vậy đó thôi. Lên trên đâu được, nếu mà tầng 5, ở tầng 6, tầng 7 là không lên được. Tất cả ví dụ như ở chung cư mà thường thường là cháy, ở dưới là con đi lên để cho họ cứu, lên đang tầng thượng. Ở đây chú đi lên là lên được, nó khói đang cục vô, rồi bắt đầu chú đi xuống lại tầng 1. Là do cái chung cư này nó thiết kế, nó làm cho phòng cháy, chữa cháy không có báo động. Tức là anh phải biết trước sự việc kia, coi như có loa, có đồ rau hoặc bảo vệ đồ la lên, chứ không ai la, tự động ai biết đâu chạy đó, thành thứ nó. Từ đó nó bị cháy ngột không chứ đâu phải cháy cháy. Có nghe là chủ đầu tư bán nhà rồi là buông tay, chỉ biết hầm xe đưa xuống lấy tiền thôi, không có biết gì đến dân ấy. Mà dân phản ảnh nhiều lần rồi, phòng cháy thì nhiều lắm, không biết bao nhiêu chú phản ảnh hồi mà còn ông Đinh La Thăng kia. Được anh Vũ A604, anh Vũ A604, anh An bảo vệ ở đây, rồi mẹ của anh Trực ở 603, mẹ anh Trực thì được cứu rồi. Rồi còn một số cái ở lầu 3, 314, 316, 311. Còn một bảo vệ thuê ở 311 nữa. Mà sáng nay cũng chưa xác nhận được cái bảo vệ đó. Là biết là anh bảo vệ đó tên Điền nữa. Nhưng mà sáng nay cũng không có mặt ở đây. Thì không biết là hai bảo vệ đó giờ ở đâu thì chưa biết được. Còn anh ai mà những người xác định được mất đó là... Xác định hiện tại đang mất đó là anh bảo vệ An và bảo vệ Điền. Là hai bảo vệ đó. Còn một số cư dân thì mình chưa nắm được lại. Những dụng cụ chữa cháy của người dân để cứu mạng sống người dân là cái này này. Hãy subscribe.
Cái chị hỏi là lưng chiếu đi đâu vậy?